Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 19 đối tượng đến từ huyện Krông Anna và thành phố Buôn Ma Thuột có hành vi tổ chức đá gà ăn tiền. Trước đó, sau một thời gian theo dõi nắm chắc quy luật hoạt động đá gà ăn tiền của một nhóm đối tượng ở thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Krông Anna, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai lực lượng bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền tại một ngôi nhà hoang ở thôn 4 xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại hiện trường, tổ công tác đã bắt quả tang 19 đối tượng, tạm thu giữ 4 con gà chọi, trên 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu công an đã làm rõ, tất cả các đối tượng này đều đến từ huyện Krông Anna và thành phố Buôn Ma Thuột. Tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược vào các hiệp đấu gà là gần 100 triệu đồng. Được biết, các đối tượng này tổ chức đá gà thắng thua bằng tiền đã được một thời gian dài. Để qua mắt lực lượng chức năng, chúng thường chọn những khu rẫy vắng hay những ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và thường xuyên thay đổi vị trí tổ chức đá gà.